Xin mến chào cô chú anh chị. Thì đây là cái lô linh sam 86 phôi mà vườn con đã trồng 2 năm mấy, gần 3 năm. Và cây hiện tại là hoành từ 10 trở lên. Thì con có cầm trái cây mới tiến lên để so sánh với cái gốc. Thì cô chú mình xem tham khảo, thấy ưng ý cây nào thì liên hệ vườn con. Vườn con có đóng hàng, gửi hàng toàn quốc nha cô chú. Rồi đầu tiên là mã số 1A, vườn con giao lưu giá 100.000. 1A nha, 100.000. Cây hoành này là 10 trở lên. Đó, thân lắc lượng tự nhiên, rất là ok ha. 1A. Tiếp theo là mã số 2A. Đây cũng là một cây phôi lắc lượng tự nhiên ha. Rễ bậm đồ rất là ok. Cây này về mình uống rất là đẹp nha cô chú. 2A giá 120.000. Tiếp theo đây là mã số 3A. Hoành là cỡ 15 nha, có thể là trên. Đó, giá chỉ có 120 thôi. Cây lắc lượng nè. Gốc cũ nở nha, cũ đế đều mà nở luôn. Cũ đế đều mà nở luôn nha cô chú. 3A 120.000. Tiếp theo cây 4A giá 110.000. Đó, cây này mình chơi dáng hồi đầu được nè ha. 4A 110 nha cô chú. Hoành nè. Tiếp theo là cây 5A. 5A là giá 150.000. Gốc của nó là bự hơn trái keo mấy tiếng. Còn cái cũ là cỡ 30. Nè. Đo hoành cũ là cỡ hai mấy luôn nha. Hai mấy gần 30 luôn á. Cây rất là to. Nè, cô chú mình thấy không? Cái cũ nó bài nè. Từ cái miếng này nè ha. Tới miếng này. Cũ cái bệ quá dữ. Mã số 5A 150 nha. Tiếp theo là cây mã số 6A giá 90. Cây này thì hoành 10 trở lên. Tiếp theo là 7A giá 120. Cây trực lắc. Đế cũng nở nữa nè. Ha, 120.000. Tiếp theo cây 8A giá 180.000. Cô chú mình so sánh với cây keo mi tiếng nha, là hiểu rồi ha. Nó bự hơn rất là nhiều luôn, cũ cũng nở nữa. Nó 8A 180. Đó. Cây rất là bự và cũ nở đẹp nữa. Thân lắc lượng nhẹ luôn. Đó, 8A 180 nha cô chú. Qua tới này. Cũ này là cỡ 30, trên 30 luôn. Tiếp theo là mã số 9A giá 110.000. Cũ cũng nở. Tiếp theo là 10A giá 110.000. Cây này cũ cũng nở luôn nha cô chú. Đó, nhìn qua màn hình là cô chú mình thấy rồi, cũ rất là to. Thân lắc lượng nhẹ luôn nè. 10A giá 110 thôi. Tiếp theo là 11A giá 90. Cây này dáng trực lắc mini. Tiếp theo là 12A giá 110.000. Hoành cũng cỡ 14-15. Thân lắc lượng. Tiếp theo là 13A giá 120. Cây này thì cắt cái đọt cục lên ở trên là dáng, mình làm dáng cổ thụ vẫn được ha. Đó. Cây rất là ok nha. 13A 120. Tiếp theo là cây 14A. 14A 110.000. Cây này là hoành 15 nè. Cây dáng nghiêng ha. Cũ rất là to nha cô chú. Cũ là cả 20 á. 14A 110. Tiếp theo là cây 15A cũng 110. Cây này tuy cái hoành nó nhỏ hơn trái keo mấy tiếng nhưng mà cái củ của nó bự. Thứ hai nó là thân nó lắc lượng nhẹ, vì uống bonsai rất là ok. 15A 110 nha. Cô chú mình thấy ưng cây nào thì liên hệ vừa con. Số điện thoại con để trên tiêu đề ha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha cô chú. Cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ vừa con trong thời gian qua rất nhiều.